rất là vui giao lưu giữa các dân tộc, giữa các huyện thị xã thành phố ở Nguyên các bạn. Còn có cả người dân du khách tham gia ngày hội tháng phố thể thao du lịch cũng cùng nắm chặt tay của các nghệ nhân, nghệ sĩ của các huyện thị xã thành phố trong ngày hội tháng phố thể thao du lịch của các dân tộc Xu Nguyên 2019. Còn bạn bầu một tháng nữa là ý gì?